thì Chúa con tìm đến nương nhờ Ngài. Xin đừng để con muôn đời tuổi thọ vì đức công minh Ngài, xin cứu chữa con. Con phó thác linh hồn trong tay Chúa, lạy Chúa là Đức Chúa trung thành, xin cứu chữa nên trổ gửi cho các lân ban và mỗi lo sợ cho người quen biết. Con ngoài đường họ tránh xa con vì người ta quên không để ý tới, dường như đã chết con đã trở nên như cái bình. Phần con lạy Chúa, con tin cậy ở Ngài, con kêu lên Ngài là Thiên Chúa của con, vẫn mang con ở trong tay Ngài. Xin cứu chữa con khỏi tay quân thù và những người lòng chữ vì hãy càng trường mạnh bảo.